Dạ vâng, xin chào tất cả mọi người. Xin chào mẹ U65. Xin chào thằng em Tây Long, cao to đen hôi, Pakistan, lắm lông nhiều râu. Xin chào tình yêu không biên giới. Thì hôm nay Lực Tàng TV sẽ đi xin học nha mọi người. Đi học. Tại vì Lực Tàng TV không biết nói tiếng Anh. Nói thật sự với mọi người chứ ngày xưa là đi học á thì học ngu lắm. Và đi đến cái bữa thi tiếng Anh á thì đi dọc đường tự nhiên xe hết xăng, lên dốc cao hết xăng, và đến thì người ta thi xong hết rồi, cho nên là em không thi tiếng Anh nữa và coi như là cắt đứt tiếng Anh từ đó. Và hiện tại bây giờ là không biết tiếng Anh là cái gì, chỉ biết là how do you do, how are you, what's your name, nói sơ sơ được thôi mọi người ạ, chứ không thể nói cho thằng Pakistan kia nghe được. Thì nhờ cái video này thì truyền tải đến tất cả những khán giả đang yêu mến Lực Tàng TV, nếu ai mà biết được tiếng Anh thì truyền tải cho thằng Tây Long và nói với thằng Tây Long rằng là thằng Lực Tàng TV, cái thằng mà đang nói tốt về thằng Pakistan đó đó, thằng đang nói tốt về em á, thì cố gắng nhận nó vào làm học sinh để dạy cho cái thằng Lực Tàng TV đó biết tin nói tiếng Anh, để nó truyền giáo những cái thông tin về cụ bà cũng như là tình hình xã hội ở Việt Nam đến cho thằng Pakistan kia hiểu. Thì cũng rất mong mọi người dịch lại cái thông tin mà cái nguyện vọng của Lực Tàng TV để cho thằng em Tây Long kia sau thời gian sắp tới là nó sẽ xin được cái công việc gọi như là dạy làm giáo viên dạy tiếng Anh ở dưới Đồng Nai, đúng không mọi người? Xa thì xa, em phóng vô em học đúng cái lớp của thằng em Tây Long này nếu như mà nó làm thầy giáo. Tại vì tất cả mọi người biết rồi, thần tượng của em đấy, em học tiếng Anh xong á là em sẽ chắc cú trong lớp đó, thầy giáo Pakistan này dạy tiếng Anh cho học sinh xong là thầy sẽ truyền giáo luôn cái thông tin gọi như là làm cách gì, làm cách nào để bập được những cái cụ già, để lái được những cái máy bay giả ngắt giả ngư hết hạn sử dụng, đúng không ạ? Em vô em chủ yếu em học cái đó thôi. Mọi người đừng có khai báo với thầy để thầy không cho em học đâu. Cái đó là một cái kinh nghiệm xương máu và có thể là nó có từ trong trứng của thầy Tây Long ra, cho nên là chúng ta phải học. Chứ hiện tại bây giờ là mình mà tập cái cụ bà lái máy bay bà già, mà tập mấy cụ bà già như 65 tuổi ấy, thì có khả năng là không ổn đâu. Mọi người đừng có nghĩ đơn giản là cứ nhắm mắt lại là tập là phát là được, tập phát là được, là gọi như là lái máy bay bà già. Không phải đơn giản đâu, không phải dễ dàng nhễ nhai như vậy đâu, đúng không ạ? Kinh nghiệm xương máu đúc kết từ cha từ ông, từ trong trứng, từ trong cái những cái sợi lông đó ra thì mới có kinh nghiệm để mà đi bập, chứ đâu phải thích bập được đâu, đâu phải tắt điện nhà tranh giống nhà ngói đâu, đúng không ạ? Thì biết rồi, cho nên là cái kinh nghiệm của thầy Tây Long này á là rất là lớn, và chúng ta là sẽ học được cái bí quyết và về sẽ những cái cụ còn ra gọi như là sồn sồn máu, máu hồi sinh tuổi xế chiều giống như cụ 65 ở Đồng Nai, đúng không? Thì cái nguyện vọng rất lớn của em là như vậy, và cũng rất mong mọi người thứ nhất là học được cái tiếng Anh mà không phải là Anh, mà cũng không phải là ấy đó, Anh Ấn Độ, Anh Pakistan đó, học được cái tiếng của nó đó. Rồi thứ hai nữa là có kinh nghiệm trong cái khâu gọi như là chiến đấu với các cái máy bay bây giờ bắn súng đùng 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 đùng, đúng không ạ? Để kiếm tí cháo tí bún trong cái thời gian sắp tới, đúng không ạ? Ngu gì không làm. Cái đó là một cái công việc rất là đơn giản mà dễ kiếm tiền nhất, dễ kiếm ăn nhất. Hiện tại bây giờ thầy đang làm đấy, thầy Tây Long ấy đang làm, việc gì mình không làm? Hay là body không đủ? Đưa hình này cho Tây Long thấy không? Ngang ngửa Tây Long đấy, không phải đơn giản đâu nha mọi người đó. Thì thầy nhìn đó, thì thầy xét coi nếu như mà em mà đủ tiêu chuẩn thì thầy chỉ cho em học rồi hết bao nhiêu được. Nói chung là em sẽ, khi nào mà em tập được một bà cụ 65 như thầy á là em sẽ trả công thầy, đúng không? Lời lãi chia đôi. Ok nha thầy. Nhờ mọi người phân tích lý giải lại cho thằng Tây Long biết để cho em được học hành trong thời gian sắp tới.
chứ hiện tại bây giờ là tiếng Anh thì không biết rồi đó, mà bập những cụ bà thì không biết, mà thời buổi hiện tại giờ làm ăn khó khăn quá, không tiền có bạc gì đi mua ve chai suốt, không ai bán nhận luôn. Giờ bia bọt là nhậu nhẹt là nó cũng không uống nữa, không đi nhà hàng quán xá nó sợ dịch, nên là không có gì mà mua, ăn suốt ngày ăn bám váy vợ, nên là thôi cố gắng cũng xin phép vợ và học cái khóa học của thằng em Tây Long này để biết được cách này kia rồi để đi kiếm ăn ngoài xã hội, đúng không ạ? Đó, để trước tiên là nuôi cái mồm, thứ hai nữa là giải quyết cho những cái cụ sồn sồn đó, là qua trong cái thời kỳ nan giải nhất, đúng không? Cái trường hợp những cái cụ bà mà giống như cụ bà Sáu Lâm nó đang còn sót lại, ví dụ như là những cái người mà thời tiền sử đã đang còn sót lại khoảng mấy bà tương tương với lại cái cụ bà Sáu Lâm ở dưới Đồng Nai, cho nên là rất hiếm, rất ít, chứ không phải là không có. Đó, ít hiếm nhưng mà có chứ không phải không có, cho nên là cái cơ hội này mình phải bắt chước, phải học hỏi thầy để thầy chỉ cho những cái kinh nghiệm xương máu và gia truyền của thầy để về gọi như là kiếm ăn chứ, đúng không ạ? Việc gì mà không làm, tất cả mọi người biết cái gương sáng của thầy như vậy, thầy không cần làm mà thầy cũng đi khách sạn 5 sao, thầy đi du lịch, đúng không? Rồi thầy chụp ảnh, rồi thầy đủ thứ trò với thầy, ai cũng được, anh lại còn được nổi tiếng nữa chứ, đúng không ạ? Là đi đến ai ai cũng biết thằng này bập cụ Sáu Lâm, thằng này đang nổi lắm, thằng này ngon lắm, khoai bự lắm, súng bự lắm, nhiều đạn lắm, đúng không? Bập tốt lắm đó, như vậy ai cũng thích, đúng không? Đó, rồi ví dụ như mà mình mà đến được với thầy á, thì sẽ truy lùng được nhiều cái tin tức mới hơn để gửi cho tất cả mọi người, chứ hiện tại bây giờ tin tức của cụ với lại thằng Tây Long là hiếm lắm, và cũng được cái là đâu là nó trốn đi mất rồi, cái lông đi mất rồi, cho nên là không có tin tức để cung cấp cho tất cả mọi người thôi. Chứ ngày trước á, là nó ở đó thì cứ một ngày là một tin tức mới, một ngày là một hình ảnh mới, hôn hít rờ mó nắn bóp đó, rồi gọi như là lâu lâu nó bả cho bả qua bả lại, rơi răng rơi đồ ra thì mình còn có chuyện để nói, chứ hiện tại bây giờ nó đi mất tăm mất tích, cao bậy cao chạy xa bay rồi. Mà cụ thì xác định rằng là đang xin học tiếng Anh rồi đó, thì thôi cũng nhân cơ hội này để đi xin học luôn. Nếu ai có nhu cầu thì cũng xin học luôn cùng khóa được tàng TV, để gọi như là còn kiếm được cái phương án lên cùng lúc và đi tìm một cái nơi nào đó mà nhiều cụ mà thích dâm dục này kia thì giải quyết luôn, đúng không ạ? Kiếm ăn đó. Còn thằng em Tây Long này nếu như mà nó không ở thì mình sẽ học đúc kết cái kinh nghiệm, thì cái cụ 65 thì cụ đang còn dâm dê đến mức có khả năng đến 80 còn dâm á, chưa biết là thằng Tây Long nó ở mau hay lâu thì chúng ta thế cũng được, đúng không? Chứ cần gì phải ai, thì đó, thì cũng rất mong thầy mở rộng lòng từ bi dạy cho thằng đệ tử này đó biết cách gọi như là học được cái nghề gọi như là chuyên đi lừa những cụ bà để lái máy bay, rồi cũng chỉ cho những cái chiêu ví dụ như là cái máy bay đó nó bị hư hỏng chỗ nào, rồi mình còn biết cách để mình sửa chữa, rồi mình sẽ đôn dên ép dên xoáy nòng pích tông nòng bạc xi lanh cái gì đó là phải đại tu lại để cho nó hoành tá tràng, rồi những cái bí quyết tại vì sao mà thầy lại nhai được cái cụ bà mà hôn được cái cụ bà mà rơi hết răng viêm hết lợi, rồi làm sao mà thầy lại có thể ngủ và bắt cái cụ bà mà hàng rỗng như ống cống, đúng không? Thì nhiều chiêu lắm, thì phải có một cái phương án giải tỏa cái tâm lý của mình thì mình mới ở được lâu dài và mình mới bập được chứ, đúng không? Chứ còn nói đến cái phương án tiền thì ai chả không có, nhưng mà cái đó thì cũng nhanh nhàm lắm, tại vì tiền tiền núi cũng lỡ, nếu như cái sức chơi bời của thầy với tôi như vậy thì không đủ, thì rất là nhiều cái phương án thầy đang giấu, thì thôi thầy cũng mở lớp này đi, cố gắng mở luôn cái lớp gọi như là dạy lái máy bay bà già để cho tất cả anh em chúng tôi cũng xuống đó để học và biết được nhiều thông tin mới hơn đó, để về tiến hành cái chu trình đi tìm những cụ bà đang muốn lái, để lái, để bắn, để nhảy, để bắn, đúng không? Đó là tâm nguyện của Lực Hàn TV. Còn thầy mà xác định thầy mà đã bỏ đi rồi thì thầy cũng lên tiếng đi, thầy đừng có để cho Lực Tàng TV nó trông đợi sau này nó có cái nghề nhưng mà cuối cùng bỏ đi mất rồi, thì như cái cụ bà dưới đấy thì cụ ba trời ba trợn, cụ nói một thì thành hai mà hai thì thành một rồi, thì không ai tin đâu,
đưa hình ảnh đó lên mà biểu cụ đăng ở dưới là không có đâu mà đưa hình ảnh từ thời xa xưa nào á, chứ không phải bây giờ đâu. Đó thì tất cả mọi người nghĩ sâu xa một tí, nhưng mà cố gắng truyền tải cho người ta TV nha, nói đi nói lại. Nhưng trước tiên là đăng ký kênh, là bấm cho cái like cái đã, rồi sẽ truyền tải những cái thông tin của Lực Tàng TV đến cho thằng Tây Long nếu biết nói tiếng Anh đó, để cho nó biết được là hiện tại giờ đang rất là nhiều học sinh, đang rất là nhiều những cái thằng Lực Tàng TV này muốn xin học để có một cái nghề nghiệp sau này, sẽ không làm có cái mà đúng vào mồm, không làm có cái mà ăn đó. Lực Tàng TV xin kết thúc video ở đây và cảm ơn tất cả mọi người trước đó. Sau này có gì thì Lực Tàng TV sẽ hậu tạ sau. Xin chào ạ.